Đây, sau đây tôi xin giới thiệu với quý vị các bạn là khuôn tay vịn cầu thang các bạn nhé. Dạ. Tay vịn cầu thang. Khuôn này nhà em làm bằng chất liệu composite. Đây là con tiện vuông các bác nhé. Con tiện vuông là làm giả gỗ. Y như con tiện gỗ luôn ạ. Dạ. Khuôn này là có chiều dài của nó là chiều cao của nó là 80 phân các bạn nhé. 80 cm, đúng như con tiện cầu thang bằng gỗ đấy ạ. Chiều cao là 80 cm. Đấy. Đấy. Hôm nay cực kỳ là đẹp và dễ làm các bạn nhé. Đấy. Khi đổ xi măng vào trong cái khuôn này, hai cái mảnh khuôn này ốp vào nhau, hai mảnh khuôn này ốp vào nhau. Đấy. Và ta đổ xi măng bên trong này, quý vị và các bạn có thể cho một thanh sắt 4. À, thanh sắt 5, 4, 5, 6 cũng đều được. Nhưng mà để mà chuẩn nhất thì các bạn cho một thanh sắt 6 để cho nó cứng, chắc, cho vào giữa. Khi ta đổ khuôn này ta cho vào giữa, giữa cái khuôn con tiện này, chỉ cần một sợi sắt 6 thôi. Đấy, xong ta đổ vữa vào. Hay đến mai nó chết xi đi rửa rồi thì ta mới dỡ cái khuôn này ra. Đấy. Con tiện vuông. Đấy. Khi con ra sản phẩm xi măng là cái khuôn này rồi thì các bạn có thể sơn giả gỗ, sơn màu gì cũng được, cái đấy là tùy theo thị hiếu của khách hàng. Còn đây là khuôn trụ cầu thang các bạn nhé. Chiếc khuôn trụ này nó có chiều cao là 1m2, chiều cao là 1m2 đấy ạ. Đấy. Trong lòng khuôn đây, trong lòng khuôn đây, bên trên là họ tiện tròn, bên dưới là một hình chữ thọ. Đấy, một hình chữ thọ. Còn lòng trong thì nó có tùng trúc quốc mai. Đấy. Cây tùng, cây trúc. Đấy, cây mai. Đấy. Đấy. Đây là ba cây nhá. Tùng trúc quốc mai này. Đấy. Đây, còn cái mảnh bên kia của nó là đây ạ. Đấy, hoa của nó đây các bạn nhé. Bên dưới, bên dưới là hình đồng tiền. Đấy, đây là khuôn trụ của thang. Khuôn trụ này các bạn đổ thì các bạn có thể đổ rỗng cái phần dưới này, cái phần đế. Cái phần đế của nó là đang là vuông của nó là 30 ạ. Chỗ rộng nhất là 30 phân ạ. Cái phần vuông chân của nó là 30 cm các bạn nhé. Đấy, rất phù hợp với cầu thang của gia đình. Cầu thang này làm ngoài trời thì họ rất là trưng dụng, vì cầu thang ngoài trời chúng ta không thể làm bằng gỗ được, bắt buộc ta phải làm bằng xi măng hoặc là cầu thang nhà sàn. Trụ cầu thang rất đẹp ạ. Và con tiện cũng vậy. Các bạn có thể làm bằng xi măng và giả gỗ. Khách hàng đến không thể biết được là đây là xi măng hay là gỗ, vì khi họ sơn lên là nó đẹp như gỗ luôn. Đây các bạn nhé. Đấy. Lòng trong của trụ cầu thang rất đẹp. Khuôn trụ cầu thang này nhà em có giá là 4 triệu các bạn nhé. 4 triệu một bộ khuôn trụ cầu thang vuông. Đấy. Còn con tiện ạ, khuôn con tiện thì em có giá là 800.000 các bạn nhé. 800.000 một chiếc khuôn con tiện vuông này ạ. Đấy. 800.000 là một chiếc khuôn này. Và 4 triệu một bộ khuôn này các bạn nhé. Đấy, khuôn này cực kỳ đẹp và quá trình làm nó rất là công phu. Để có một cái khuôn như thế này thì đẹp như thế này, sắc nét và đẹp như thế này thì nó cũng mất rất nhiều công đấy các bạn. Đấy nhá, các bạn lưu ý cho chúng tôi nhá. Trụ cầu thang vuông tùng trúc quốc mai 4 mùa có giá là 4 triệu nhá. Đấy. Còn con tiện vuông nhà em có giá là 800.000 một khuôn. Đấy, các bạn nhé. Các bạn có thể liên hệ vào số điện thoại 0981 441 808 và 033 300 1190. Đấy. Bộ phận nhân viên nhà em sẽ ship hàng về tận nhà cho khách hàng. Khách hàng có thể nhận hàng, xem hàng, kiểm tra hàng, sau đó mới thanh toán ạ. Các bạn nhé.
Đấy, đấy, sản phẩm của công ty Minh Thiện sản xuất ra là rất chi là đẹp. Đấy. Bạn nhé.